Cái vậy chứ không phải dễ ăn đâu nha. Hơi bị rối à. Rồi ok. Chào các bạn nha. Bữa nay mình có cái hình ghép bằng giấy nè các bạn. Đây mình cho một phút thử thách cho một phút nó ghép cái hình lại như giống cái hình này nè. Tí xíu mình sẽ gã nó ra từng miếng rồi cho một phút nó ghép lại nha. Rồi Phúc thấy cái hình không? Tí xíu mà gã ra Phúc ghép lại được không? Ghép được không? Nếu mà Phúc ghép được, ba sẽ tặng cho Phúc một cái phần thưởng nha. Rồi ok, nhưng mà phải ship giống vậy mới cho mới thưởng nha. Rồi cho các bạn xem lại cái hình ghép của mình nè. Giờ mình sẽ gỡ ra đó, mình sẽ gỡ ra nè nha. Đó, bắt đầu cho một phút nó gắp lại, nếu mà gắp đúng mình thưởng cho nó con diều cá mập. Rồi ok. Rồi nè, rồi đó, Phúc ghép lên đi. Nếu mà ghép lại được thì ba thưởng cho Phúc con diều cá mập. Thấy vậy chứ không phải dễ ăn đâu nha. Ghép cho đúng ra hình mới được nha. Rồi Phúc ghép đi. Nhấn lượt thì Phúc đổi miếng khác miễn sao rồi cho nó thành cái hình đó. Phúc đổi tới đó luôn miễn sao mà nó ra cái hình giống như hồi nãy mà đưa Phúc coi nó là được. Không, ví dụ như cái này mình ghép không được thì mình ghép qua cái hình khác đúng không? Đúng rồi, giống cái này mình ghép nó không đúng thì mình lấy cái miếng khác mình ghép vô. Thế vậy chứ không phải dễ ăn đâu nha. Mình bị rối à. Tuyệt vời, yeah, cho chàng pháo tay cho Phúc luôn các bạn ơi. Đã ghép thành công rồi, cho các bạn xem nè, mình không có gới cho nè. Đây, Phúc đã ghép thành công cái miếng ghép của cái hình này nha. Đây là chiếc hình mà người bố chở người con đi chơi nè. Đó, ở trên thì có máy bay hay gì nè. Thấy không, đây là của ông Phúc, tự tay Phúc làm đó nha. Rồi, giờ sẽ là y như cái phần thưởng cho Phúc nha. Một con diều cá mập ha. Đây. Đây là con diều cá mập. Phần thưởng của ông Phúc đây. Cái gì không có, cái gì ba.
tháo cây hả? Ngày mai sáng bà kiếm cây đi rồi bà gắn vô, tại vì cây nãy nó lạc nó mất tiêu hết cây rồi, nó chỉ cần cái cây sọc qua đây nữa là xong rồi. Cái mình buộc dây vô đây mình thả hả? Rồi lại đây nè, lại đây cảm ơn ba đi, xong rồi xin chào các bạn, mình kết thúc video nè. Rồi đây là phần thưởng của Phúc nè, thử thách bữa nay là hoàn thành hình ghép này nha, tặng cho Phúc con diều cá mập. Rồi sao tặng cho Phúc rồi sao? Dạ yeah, giỏi. Rồi mai sáng qua lấy cái cây và gắn vô cho Phúc, rồi Phúc thả diều ha. Dạ. Rồi ok. Cái chỗ này dây điện không? Ờ dây điện không thả, mình đi ra mình buộc thả, hiểu không? Rồi ok. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình hôm nay nha. Nếu cảm thấy clip hay thì hãy like, share video và nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye các bạn.